chín rồi đấy các bạn ạ. Đang chín rồi. Thôi, chúng ta chuẩn bị bê vào và chuẩn bị đánh chén đây nhé. Các bạn, hôm nay mình làm món vịt hấp muối. Đây là con vịt của mình. Đấy, bây giờ thì mình rửa qua rượu trước nhé. Chúng ta rửa rượu ấy, cho nó hết mùi hoi của vịt ấy. Đấy, đổ đầy ít. Rồi mình làm gia vị nhé. Đầu tiên là xả này. Mâm nhỏ nhé. Rồi. Mình bỏ gọn ra đây. Còn đây là lá mông mật. Lá mông mật mình cũng băm nhỏ ra để cho trong bụng ấy. Đó, đây là lá mông mật. Còn đây là tỏi. Tỏi các bạn cho một củ vào. Đây mình bỏ gọn đây cho các bạn nhìn nhé. Tỏi. Rồi. Tỏi đây là ớt này. Đây quả ớt. 3 quả. Đó. Sau khi mình đã làm xong gia vị cho trong bụng nó thì mình đổ cái rượu lúc nãy trong bụng nó ra nhé. Rồi. Bắt đầu cho lá mông mật đầu tiên này. Đó. Xong rồi xả này. Cho tất cả. Đó. Rồi. Đấy, xong đến hạt tiêu mình đã rang xay vào dãy nhỏ này. Cho trong bụng. Còn đây tí mình để làm nước chấm nữa. Đấy, xòa hết một vẹt này. Cho cả ngoài cả trong luôn đi. Đó. Còn đây là quế hồi và thảo quả. Mình đã rang xay vào dãy nhỏ. Đấy, cho trong bụng nó. Đây là mì chính. Các bạn cho 2 thìa trong bụng nó. Đó. 2 thìa. Và bột canh. Bột canh cho hẳn 1 thìa vào. Đó. Đây cho một chút nước mắm nữa. Đổ trực tiếp vào. Các bạn cho vừa đấy nha. Không tí nó mặn không ăn được. Rồi, sau khi mình cho vào thì mình đẩy dịch nó vào lên bên trong một tí này. Xoay khắp trong bụng con vịt này. Để cho nó ngấm gia vị này. Đó. Rồi. Mình bỏ gọn cái này ra đây đấy nhá. Còn đây là cái cong. Đây. Cái cong này mình đổ bớt đổ nước bên trong này. Đây. Cái cong. Đấy. Mình cho con vịt vào đây mà. Thế đây là túi muối. Mình cắt ra.
bỏ hết muối này, một gói muối vào trong cong này. Đây là vịt hấp muối mà. Đó. Chúng ta lấy đều muối ra. Rồi. Còn đây mình sẽ lót cái lá xả này. Đấy, đây là lá xả mình đã rửa sạch rồi. Lá xả. Mình rải bên trong này. Đó. Hết lá xả rồi đến lá mốc mật này. Đấy, đây là lá mốc mật nhé. Mình cho vào. Đấy. Rồi, ok. Đấy, còn một ít lá mốc mật này nữa mình bẻ lốt cho trong bụng nó. Thấy chưa? Để cho gia vị nó đỡ bị ra. Càng thơm. Rồi. Sau khi mình đã làm xong rồi thì mình cho con vịt vào bên trong bụng cho vào trong cong rồi nhá. Xong mình mang đi đun nó đây. Đó. Rồi. Mình em đun nó này. Nó gần như kiểu cách thủy đấy. Mình cho vào nhá. Đó. Đó. Cách luộc là luộc không cần nước. Ok. Rồi. Đấy, mình cho con vịt ở trong chum rồi đấy. Bây giờ mình cho cái lá chuối này đậy vào. Đó. Rồi lấy cái này đậy lên. Như này liệu có ổn không nhỉ? Xem kín hơi không? Thôi được rồi. Nói chung là mình làm nào cho nó kín hơi lắp miệng nhé, để mình chỉnh đã. Xong rồi mình nhóm lửa cho nó rồi đun lên thôi. Rồi chúng ta nướng cái này chắc là mất tầm độ tầm 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng các bạn. Nhóm lửa quạt nó cháy to. Muốn ăn ngon là có kinh nghiệm. Nóng quá các bạn ạ. Đó. Đó, sẽ to hơn rồi nha. Em chín. Cái này các bạn đốt to thoải mái à. Không thể cháy được. Vì kể cả không có nước không thể cháy được. Cái này là nó chín bằng hơi mà. Vì bên dưới mình đã cho muối rồi. Nó không thể cháy được. Người ta cũng có người cả luộc khoan không cần nước mà cho mấy cái thìa nhôm mà lửa trong xoong ấy, mình cũng chưa thử làm, thế họ người ta bảo thế thôi. Đó. Đó. Rồi chúng ta cứ đun nhỏ lửa này thôi. Để cho nó chín từ từ các bạn ạ. Con này to mà. Con này 3 cân rưỡi. Chắc là cũng lâu chín đấy. Đó. Chúng ta cứ đun thôi, để này. Tí đi. Bao giờ tầm 1 tiếng thì chúng ta thử bỏ xem nó chín chưa. Oh, did you know I was coming? It didn't wear
bạn ơi. Mình đun nó lại nhé. Mình cứ đun nửa lon rong này thôi. À, trời tối rồi. Bên trong nhiều hơi lắm bạn đó, chín nữa chín không biết nữa. Không biết chín chưa đây, lửa cháy mình đun cái này được tính không biết sáu là mình làm được có một tiếng rồi, 1 tiếng 15 phút rồi. Cái này chín rồi đấy các bạn ạ. Mình đói lắm, tối rồi không? Trời tối này, trời tối lắm. Bên xe, mình đứng gần ruộng lúa. Thôi, cái lá này chín rồi. Mình bê và chuẩn bị cho ra đĩa rồi làm nước chấm. Mình thưởng thức không? Nhanh nhá các bạn, chắc là ngon đấy. Tí về chuẩn bị ăn mới biết được. Muốn ăn ngon là phải có kinh nghiệm các bạn, phải chịu khó đấy. Thôi, mình bê về đây. Rồi, chín rồi các bạn ơi. Mình chén nhá. Đây là nước chấm của mình. Có ớt này, hạt tiêu này, chanh này, muối này. Đấy, đây, sản phẩm của mình làm được ra đây. Đó, chín rồi. Chín nhiều quá các bạn. Đây, đây. Mình ăn thử nhá. Mình ăn thử nhá. Ngon lắm này. Ngon lắm các bạn, mùi gia vị ngấm ngon. Mình làm miếng nữa, làm cả cái đùi to này. Chấm nhiều này. Ngon. Đậm lắm các bạn, mùi gia vị thơm, ăn nó ngọt. Hôm nay là mình làm hơi nhừ một chút, chín kỹ quá. Chín hết các bạn. Đây. Đó. Đấy, chín như thế này mà các bạn. Chỗ này ngon lắm này. À, ngon quá. Không có mùi hoa kiểu gì. Gia vị ở trong này. Mình lật nó lên nhé. Đấy, gia vị vẫn trong bụng. Mời mình ăn này, ăn đâu rồi sẽ ăn đấy. Hoàn hảo. Chấm chấm nhiều ớt rồi ăn nó mới cay, nó mới sướng. Ừ.
Giàu quá. Ăn cái gì tiếp nhỉ? Ăn cánh này. Ăn một cánh này. Mình thích ăn cánh này. Cánh ăn cho ngon. Cay quá. Mình chấm cay ăn nó ngon. Ngon. Thôi, khả năng là mình dừng video ở đây đây, tập trung ăn uống đã. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Các bạn thấy hay sẽ cho mình xin một like và một subscribe nhé. Nếu các bạn thấy hay video này hay thì hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết. Xin cảm ơn các bạn. À quên, các bạn có nhận xét hay là có ý gì thì cứ bình luận bên dưới nhé. Mình sẽ cố gắng trả lời tất cả các bạn. Thôi, xin chào các bạn. Mình ăn ạ.